Rồi hôm nay mình sẽ theo chân Lộ Lộ Lan Kim Quyền để đi khám phá một cái làng Chăm. Ở đây là cái làng dệt thổ cẩm. Lần đầu tiên Lộ đi đó anh luôn. Lộ đang ăn là bánh gì? Bánh lăn. Làng Chăm Đa Phước. Khoan chưa? Mắc chị thời xấu. Bánh bông lan đường thốt nốt. Bánh bông lan. Đây là bánh bông lan đường thốt nốt. Bánh bò đường thốt nốt. Bông lan tại vì nó có trứng mà. Đây đi cái này giống như bữa đi qua giờ á, có cái đường đi giống. Anh chuyên gần năm. Thích quá ha, có cái cầu nè. Gặp mặt không? Có cái cầu cưng đó nè. Năm chuẩn bị chiếu giờ Tết á. Quay lên. Ở đây quay phim đẹp ha. Quay phim cái làng quê. Ủa có cái gì để khám phá đây? Ngót. Giống cây ngót cái vậy? À. Em lắc bình thường thôi. Có cái gì vậy? Cái này là trái bứa chua nha. Nó bánh chua. Cái này em biết. Phơi khô lại về là bao chua luôn. Trời ơi nó chua thánh thần luôn. Ủa đi xuống hả? Cầu thang nó có dốc gì đâu. Đó đây Liên Hải đóng phim ở đây Lạc Năm. Lạc Mặt Năm á hả? Nó đóng vòng 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 ở đây, đóng tới 3 ngày. Mình đi tham quan phim trường của Lý Hạ. Nhà nó làm bắn đồ nó bỏ lại. Bắn kia. Cái nhà để Lý Hạ đóng phim đó hả? À là đây hả? Là cái nhà này hả chú? Nó cắt ở ngoài, dọn cắt ở ngoài. À. Nó đóng phim vòng 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 đó. Trồng cây. Chưa, kêu một kêu quay gì? Đúng ra nếu mà ở đây mình ta làm mà thật sự sạch sẽ tươm tất và quy hoạch du lịch đúng kiểu là sẽ rất là đẹp. Để nó có nét đặc trưng. Còn tự phá ha. Khi mà người ta làm du lịch thì nó làm tham quan bè rồi lên đây quan rồi lên đồ khẩu cắm ở đây là cái bằng ăn cái này bằng ăn đó chị. Đây là một bộ nó 6 cái bằng khẩu cắm biết che lắm lót bằng ăn thôi đó. Lót bằng ăn tre với lại đúng rồi chị cô Tông chị cô Tông thổ cẩm đẹp quá mọi người. Siêu đẹp luôn á trời. Dạ. Dệt khăn. Lâu xuống bán rẻ đây tiền xe giờ mắc quá. Alo. Nhưng mà chủ yếu là mình dịch thằng này thôi đúng không cô? Đeo kính trời không có đeo kính nào đeo chứ. Đang quay. Cầm lên hết trơn.
Nè, có chị này dợt nè. Một cái khăn dệt bao lâu? Dạ, một cái khăn 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ. 2 tiếng là dệt được một cái khăn. Là cái loại này thôi đúng không? Loại khác thì sao? Dạ đúng rồi, loại này. Loại khác thì nó lâu hơn. Nhiều màu là càng lâu hả? Dạ đúng rồi. Nhiều màu là nhiều cái thoi nè. Đẹp ha. Con đi lâu lâu ghé ủng hộ bà con. Nhiều màu đẹp quá. Em bà lộn có bộ thử cái nào đẹp em? Ở đây, ở đây có lãnh Mia không con? Cái này đẹp quá. Quá sao không ngự hả? À quên. Chị về thử coi được không? Không biết làm rồi đó. Không biết làm. Hay quá ha. Nhiều sợ ăn chiếc em. Dạ, như một cái. Dạ, một cái, hai cái nhiều. Rồi 80 ngàn, anh làm bao nhiêu thời gian thì được cái đó. 2 tiếng một cái. 2 tiếng một cái. Còn mấy sợi chỉ này là ăn. Dạ, tên trăm. Dạ, tên trăm. Dạ, tên trăm. Tên trăm. Tên trăm. Tên trăm. Tên trăm. Tên bên đàn dệt lụa đó chị có giống không? Bên đàn dệt lụa xuất sắc luôn. Thì là lụa trong câu chuyện của bên đàn dệt mỏng á, là cũng từ dưới này bà con như dưới này. Bốn nhiều không cưng? Dạ. 4 giải. Công thôi chị. Cái công á. Chỉ á. Có tiếp gì đó lạ. Là cái nghe cao chút đỉnh này. Đó là cái loại này thôi, tại loại này ít màu á chị. Cái loại nhiều màu là được lâu lắm. Nhiều màu là sao này? Tại vì khăn lên thêm đúng không? Như rồi. Rồi mà. Cái này là rồi chị Quyền đứng treo kính. Chưa chỉnh. Thị Phạm vậy thôi nhá. Nó dựng cái này cho nó chắc để cho nó đá nó bay xuống nè. Đó. Cái đó. Cái này đi coi đi. Nhẹ nhẹ không thôi. Không phải dựng cái đó để quay cái kia cho nó chắc. À giữ cái này nè. Rồi con thử cái quay. Trời ơi, phải làm sao luôn.
mạnh mẽ đá xuống để không chị phải quay mạnh mới được, chị quay mạnh nó mới ra đều để thôi, nó có tay nó đá hết sao rồi, bắt được rồi đó, bắt được rồi, được rồi, ăn ly được rồi, bắt được, làm luôn đi, làm luôn, đang quay phim lên ly luôn, xịt tinh cho nó màu mè coi con đủ rồi, làm đi nha. Sao không xuống đá vậy anh Quang? Thôi một ly thôi. Đồ bạc hà xin con nhau rồi. Chế cháy hết, cháy hết đấy rồi. Nó hết, nó hết nắp rồi đó rồi. Có nhiều mùi vậy? Rồi thập cẩm. Nó nói đi về. Cái muỗng đâu ông nội? Cái muỗng đâu? Có cái con gõ. Tắt mồ hôi mà không được gì nữa. Có sữa nữa để... à, còn thêm miếng sữa ngôi sao Vân Nam nữa. À, trả tiền cho thằng bé 10.000 rồi đó nghe cô. Sữa mình đừng có bỏ vô tủ lạnh nó bị đông. Không để tủ lạnh hư sao? Bỏ ở ngoài mình để cái chén nước á để cho khỏi kiến thôi. Thổi vô đây, thổi cái đầu này cho đầu kia nó chảy nhanh. Thổi kỳ lắm. Sữa đặc đường đúng không? Trời cô cũng muốn không hư á, luộc giống như là thằng thiết á. Tại sao người ta uống là cái màu nâu đất, nó luộc nguyên hộp sữa luôn, nó luộc hộp sữa anh, bị uống không bị đâu, ra bị yếu rồi, được rồi, làm rất lỗ người ta bây giờ được rồi, nói đi tiền đi bác, nữa em cầm ly nữa, bao nhiêu vậy, nhiêu ly, 2.000 là 2 ly. Nè, cho ly bự coi. Nghệ sĩ ưu tú cầm ly đi, trời ơi. Ăn thử coi cảm giác sao. Làm xong không dám ăn. Ăn bình thường mà. Mình đang cái con nó ăn được. Cái gì vậy? Ok ok, Huy là không có cho ăn. Xấu sữa rồi. Cái này ăn thơm. À, đậu nành mình rang lên xong mình. Ồ, cái bột. Có lỗ cô ơi. Hả? Có lỗ. Chưa còn đang đứng ở ngoài đá bào nè. Anh nuốt nước mấy gì thôi, ăn như thế. Trời ơi. Không cho ăn, đứng ngoài mà nuốt nước miếng. Trời ơi. 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 Ăn một lần là thấy cổ họng mình đã thanh. Ok. Có rau tầng về lá chưa? Có mà đi em xịt trồng. Sao chợ mua được mà? Mai mình cho nguyên cái ca. Ở nhà có chỗ ở trồng vô chậu sẵn luôn rồi. Màu gì kìa? Dạ. Cho có màu xanh với màu đỏ. Màu vàng luôn. Trên bạc hà quá hả? Trên bạc hà. Rồi cho có màu đỏ. Hai mùi nó khác nhau. Màu dâu. Hai bên à. Giống như hai giới tính vậy đó. Mình cầm hai bên. Ngày tôi thì ra đời thì mẹ nói quang tinh tươi anh mặc tiếp chị bảy nhảy anh mà nhảy con gót mà nhảy lưng tinh như thế giỏi dữ vậy ông ba. Ông ba bà Quyền hát chưa quay mặt bả mà khán giả nói là nghe là biết bà Quyền rồi đó. Mấy người này ai quá, giọng nữ hay không, giọng nữ nhìn được rồi cô. Rồi đi. Rồi ăn thử coi nè. Ăn đi, review luôn đi. Review luôn. Em review chân thật đó. Cái ngon là cái đậu nành á, cái đậu này. Có đậu nành á. Đậu nành bột. À đậu nành bột. Giống như bột đậu xanh vậy. Đúng rồi, đúng rồi, y chang vậy. Ngon. Thấy ngon lắm. Buồn lắm. Có không? Mà cô còn đá không vậy? Cô hết đá rồi, nếu thấy cô có sao? Món ăn của tuổi thơ. Ok, đào. Cái đậu nành đó. Cái bột đó. Ngon, ngon. Nó sánh nó mạnh. Đừng bây giờ ngọt quá ha. Đó. Ở dưới dưới. Rượu, hành liếm này. Ngon quá à. Rồi đây. Ngon. Nè nhìn nè. Trời ơi cái gì trời vậy? Trời ơi kiều quyền thấy bức xúc luôn á. Được rồi, chụp chân. Hai người đi. Chị quay về ống kính nè. Trời ơi. Tiếp. Hai người ôm nhau kiều quyền. Chăm chút cho nhau. Ha ha.
được.